Hello. Chào bạn em. Thì hôm nay con ốc bô xe này nó bị gãy các bạn, gãy ngang nè. Mình sẽ dùng máy phang mình phang ốc ra ha. Phang là gian răng lại ha. Nó còn dính trong xe mình cho nó xe nó ngã xuống ha các bạn. Cho xe nó ngã nằm xuống rồi mình làm ha. Trước tiên mình dùng mũi phang 3 ly các bạn. Mình đóng ngòi cho nó một đường cho nó ngay tâm giữa các bạn. Để mình phang cho nó đi thẳng á. Phang phục ốc rồi bạn, phang phục ốc rồi bắt đầu mình phang mũi 5 ly ha, 5 ly gian lên 6 ly, phang lên mũi 5 ly các bạn. Khi mình phang lên mũi 5 ly rồi mình gian lên ốc 6 ly là rồi hết bạn. Thank you.
Thank you.